Chương ơi, chào mừng đến với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ grab nha các bạn. Yay! Mình đã có chương trình enjoy rồi nha các bạn, khỏi lo. Để mình bật mưa cô rồi. Ok. Đây là chương trình video của mình. Các bạn có thấy không? Mình sẽ để bên góc bên đây. Ok, mình sẽ đứng ngay. Ok, mình đã quay lại rồi đây. Tiếp tục vào thế giới nè. Mình đứng như thường. Điều gì? Mình vẫn chưa biết có cái lúc này là lúc gì. Ok, và thế giới thứ nào? Lát quá. Ok. Hôm bữa mình làm bao hiểm giờ. Không biết video có đang chưa nhờ. Ok. Và tiếp tục nè, lát quá. Thế mãi. Ok. Ngày hôm nay mình sẽ này đồ có lúc đi vlog rồi, lúc đi vlog thôi rồi. Kể đi. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nào để làm một cái đèn chớp không theo quy định. Ok. Cái đèn chớp theo quy định. Đầu tiên các bạn cần là đèn redstone. Bộ làm redstone cần gạt redstone. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là các bạn không bờ và lớp kỳ để che giấu chứ đâu có gì đâu, cao đâu. Đầu tiên là đèn redstone, xong rồi các bạn đặt lớp bất kỳ. Nhưng mà chụp mình chi vậy? Xong rồi các bạn bên dưới cái khối bất kỳ này một cái bộ lọc lộn, một cái master sun lộn, một cái bộ lọc redstone cho mình một hai mút. Xong rồi các bạn nói Ok, bây giờ cứ
dụ từ cái bên đây các bạn dẫn cho mình. Cái này là chỉ là được. Bây giờ các bạn lấy cho một cục gà, lên đặt chỗ này xong rồi các bạn nhớ gạt rồi tắt liền. Đó, làm như vậy á. Đó. Đây, mình làm cái này xài. Các bạn nói gì? Đó. Đây nó sẽ không chết theo quy định. Lúc nó chạy nhanh, lúc nó chạy chậm thì nó sẽ không chết theo quy định. Thì nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share, subscribe nhé.